Chính chủ cần bán nhà xây mới đang hoàn thiện tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà có diện tích là 35m², có hướng cửa chính là hướng Đông Bắc, được thiết kế 4 tầng, rất là hiện đại. Chúng tôi đã xây dựng xong 100% phần thô và đang là hoàn thiện phần nội thất bên trong. Đây là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà. Đấy, thì chúng ta có thể thấy là đường ở trước nhà rất là rộng, đường trước nhà là rộng 3,5m và xe ô tô có thể là đỗ ở trước cửa nhà. Đấy, chúng ta cũng có thể là lùi xe vào trong nhà luôn. Đây là toàn bộ phía trước ngôi nhà đây. Và chúng ta có thể thấy là ở phía đằng trước ngôi nhà đây là chúng ta có một cái sân chung của tổ dân phố. Đấy là chúng ta có thể là để xe ô tô hoặc là trẻ em vui chơi ở đây rất là thoáng mát. Đây là toàn bộ toàn cảnh phía trước của ngôi nhà, thì chúng tôi sẽ được ốp là toàn bộ là gạch ốp nát granite để đảm bảo cho là phía ngôi trước ngôi nhà là luôn sạch đẹp. Cửa sử dụng là cửa cuốn. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía trong ngôi nhà cho mọi người được biết. Đây là hiện tại là tôi đang ở trong tầng 1, thì chúng ta có thể thấy là toàn bộ hệ thống trần của ngôi nhà là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn LED. Gạch ốp nát là sử dụng là gạch ốp nát granite 60-60 hàng loại 1. Đây, thiết kế ở trong tầng 1 chúng ta nhìn rất là thoáng. Đây là tôi đang đứng ở ngoài ô ngoài. Chúng ta có thể thấy là phía bên trong này đây. Bên trong đây là được gian bếp, được thiết kế rất là gọn gàng. Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ acrylic. Gạch ốp lát là sử dụng là gạch ốp lát 80-80. Đá ốp lát tất cả đều đã hoàn thiện. Và ở phía bên trong này là sẽ là nhà vệ sinh của tầng 1. Nhà vệ sinh là sử dụng là cửa nhôm hệ. Bên trong là sẽ có là bồn cầu và có ống chờ để nắp bình nóng lạnh đi ra khu bếp. Và đây là khu để rửa giấy. Chúng ta có thể thấy là ngôi nhà được thiết kế rất là hợp lý, diện tích rất là rộng, rất là thoáng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu ở phía tầng trên của ngôi nhà cho mọi người có thể thấy. Thì đây là cái cầu thang để đi lên trên tầng. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ thịt, gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc lại được ốp lát bằng đá granite. Ở trên tầng 2 của chúng ta sẽ được thiết kế là sẽ bao gồm là một tầng lửng để làm phòng khách và khu sinh hoạt chung của toàn bộ gia đình. Đây, khu sinh hoạt chung, phòng lửng diện tích rất là rộng, thoải mái. Chúng ta sẽ có cái cửa mở ra để ra khu vực giếng trời đây. Đây, lấy toàn bộ ánh sáng và không khí cho căn phòng và ngôi nhà. Đây, rất là thoáng. Trong ngôi nhà lúc nào cũng đầy đủ không khí. Tiếp theo đây là phòng ngủ. Phòng ngủ là có cửa sổ mở ra hướng bên ngoài. Đây, phòng ngủ rất là rộng rãi và vuông vắn. Cũng là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn LED. Và chúng tôi đã thiết kế sẵn cho mọi người là đường ống chờ của điều hòa và đường mạng, đường internet chờ sẵn rồi. Đấy, cửa thông phòng là cửa sử dụng bằng gỗ lim Nam Phi, cửa gỗ thịt, rất là rộng và rất là to. Tiếp theo là nhà vệ sinh ở trong khu vực tầng 2. Đấy, chúng ta có thể thấy là nhà vệ sinh được thiết kế rất là rộng. Toàn bộ hệ thống gạch ốp lát là sử dụng là gạch ốp lát là 30-60 gạch granite. Đây, cửa sử dụng là cửa nhôm hệ đây. Rất là bền đẹp và chắc chắn. Tiếp theo tôi xin mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Tầng 3 là sẽ được thiết kế tương tự như tầng 2, là chúng ta sẽ có hai phòng. Một phòng ngủ ở phía bên trong. Đây, phòng ngủ bên trong cũng có cửa sổ để thông ra giếng trời. Đấy, cũng là sử dụng là trần thạch cao, đèn LED, đã có sẵn ống chờ điều hòa. Và đây là cửa sổ, đây là cửa chính. Tiếp theo đây là phòng bên ngoài. Đấy, phòng bên ngoài chúng ta có cửa sổ
mở ra này để lấy ánh sáng và không khí này, cửa rất là thoáng. Bên ngoài là cửa nhôm kính và phía bên trong đấy là cửa sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo ngôi nhà luôn an toàn. Ngoài diện tích rất là rộng, chúng ta có thể là kê giường, kê tủ và kê đồ đạc rất là hợp lý, rất là thoải mái. Và đây là nhà vệ sinh của tầng 3. Nhà vệ sinh tầng 3 thì sẽ thiết kế tương tự như tầng 2. Tiếp theo đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thì tầng 4 này sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ. Đây là phòng thờ. Phòng thờ rất là thoáng, rất là rộng. Đấy, tất cả đều có cửa sổ mở quay ra bên ngoài. Và chúng tôi có thể là thiết kế sẵn hệ thống chờ điều hòa, có thể lắp điều hòa luôn. Đây là giếng rời của toàn bộ ngôi nhà. Và đây là sân phơi. Đấy, sân phơi đã được lợp mái tôn này, quét sơn chống thấm và làm chuồng cọp rất là gọn gàng. Đấy, và trên này chúng tôi sẽ thiết kế là một khu để máy giặt và khu giặt đồ riêng. Đấy, và đây là cái hệ thống lấy không khí và ánh sáng thông vào toàn bộ ngôi nhà đây. Hệ thống điều hòa này được chạy ống lên đấy hết rồi, mọi người có thể lắp điều hòa luôn. Đấy, chúng ta có thể thấy là khu vực xung quanh này rất nhiều nhà cao tầng, khu dân cư ở rất là đông. Đấy. Chúng tôi vừa giới thiệu cho mọi người là căn nhà có diện tích là 35m, nằm tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, có hướng chính là hướng đông bắc, được thiết kế xây dựng 4 tầng và chúng tôi đang hoàn thiện, đã chuẩn bị xong. Mọi người có nhu cầu thì có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.600.000.000. Mọi người có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444 để được tư vấn và đi xem nhà trực tiếp. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh YouTube để theo dõi thêm nhiều bất động sản mà chúng tôi đang chào bán khác. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm video của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.